Thưa quý vị, Việt Nam loan báo kế hoạch tái cấu trúc các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ nặng bằng cách hoặc là bán cho người ngoài hoặc là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo một bài báo dài trên trang mạng AsianMoney.com, tác giả Francis Yun nói rằng điều mà Việt Nam cần nhất là chấm dứt tình trạng bè phái thâm căn cổ đế lâu nay đang lũng đoạn các doanh nghiệp quốc doanh này và các ngân hàng. Sau đây là những nét chính của bài báo này do Huy Phương trình bày. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam đang vấp vào một núi nợ và có thể té ngã. Trong vòng 10 năm qua, kinh tế Việt Nam khá được là nhờ đầu tư trực tiếp của nước ngoài và thay vì sử dụng nguồn vốn này một cách đúng đắn, Việt Nam đã tư xài thả cửa vô tư để yên cho các doanh nghiệp quốc doanh lao vào những ngành không có liên hệ gì với cái tên của xí nghiệp. Lấy ví dụ tập đoàn dầu khí quốc gia Petro Việt Nam đã dùng tài sản của mình vào ngành xây dựng, khách sạn, thậm chí có cả công ty xe taxi và xí nghiệp quốc doanh có đến 400 công ty con. Ông Andrew Clark, nhà phân tích của văn phòng đầu tư chứng khoán Vina Securities, nói rằng các tập đoàn này giống như đứa con được người cha giàu có đưa tiền đi đánh bạc. Nếu thắng thì người con cứ việc giữ tiền, còn thua thì người cha sẽ đưa món tiền khác. Ông này còn nói rằng bản thân các tập đoàn này cũng ở giai đoạn chập chững, vậy mà còn đòi quản lý thêm các công ty con. Tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính Việt Nam đưa ra báo cáo cho thấy tính đến cuối tháng 9 năm 2011, tổng số nợ của các xí nghiệp quốc doanh vào khoảng 415.000 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% GDP của năm 2011. Số nợ này nằm trong các ngân hàng đang gặp vấn đề. Vì thiếu sự giám sát chặt chẽ và thiếu minh bạch, các xí nghiệp quốc doanh có thể dễ dàng mua được các tài sản không thuộc ngành nghề của mình thông qua sự câu kết móc ngoặc với các ngân hàng kết quả có nhiều xí nghiệp quá lớn nhưng quá yếu, nhiều xí nghiệp trong thực tế coi như phá sản. Tác giả bài báo cho rằng chính phủ Việt Nam tỏ ra chậm chạp để xử lý vấn đề này. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra kế hoạch buộc các xí nghiệp quốc doanh phải thanh lý các doanh nghiệp không cốt lõi trước cuối năm 2015. Kế hoạch cũng yêu cầu thảo luận với Ngân hàng Phát triển Á Châu để tái cấu trúc hai xí nghiệp đầu tiên, dùng đó làm mẫu để thu hút vốn nước ngoài. Sau đó ngày 20 tháng 8, Việt Nam bắt ông Nguyễn Đức Kiên, thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Và qua đến ngày 5 tháng 9, bắt ông Dương Chi Dũng, Chủ tịch Tổng công ty hàng hải Vinalines. Ngày 26 tháng 9, Chính phủ buộc Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam phải bỏ các tài sản không thuộc cốt lõi. Qua các động thái đó, câu hỏi bây giờ là phải chăng các động thái này là quá ít và quá trễ? <laughs> lý do phải đặt câu hỏi này là về tình hình tài chính yếu kém của các doanh nghiệp quốc doanh kéo lây sang các ngân hàng vì vốn của các doanh nghiệp này do ngân hàng cho vay dễ dãi theo ước tính của ngân hàng Mizuho nợ xấu đang chiếm 20% dư nợ của các ngân hàng Việt Nam theo thang điểm từ 1 đến 10 của tổ chức đánh giá Standard Poor's 1 là khá nhất và 10 là yếu nhất ngành ngân hàng Việt Nam đứng ở số 9 Mặc dù nhiều lần hứa hẹn sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngành ngân hàng, chính phủ Việt Nam không chịu cho biết chi tiết là sẽ dọn dẹp như thế nào. Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trả lời rằng chính phủ đã chỉ thị cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương xúc tiến tái cấu trúc khu vực tài chính và ngân hàng. Câu trả lời này dường như tránh né những điểm cụ thể. Tác giả bài báo cho rằng muốn cho ngành ngân hàng khỏi lao xuống hố, Việt Nam cần một khoản tiền là 30 tỷ đô la Mỹ theo như phúc trình ngày 29 tháng 8 của hai tổ chức Vina Securities và Macquarie. Muốn có được khoản tiền đó, Việt Nam cần nhanh chóng chuyển các tài sản nhà nước sang tay tư nhân, giống như chính phủ đã nghĩ đến. Tư nhân ở đây gồm các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thế nhưng, các nhà đầu tư quốc tế rất ngại ngùng trước các lệ lối lầm ăn của các xí nghiệp quốc doanh, bằng chứng là đã có những vụ bắt giữ mới đây. Bài báo cho rằng, muốn giải tỏa mối lo ngại của các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam cần cho họ quyền kiểm soát rộng rãi trong các xí nghiệp quốc doanh và chính phủ cần đưa ra giá cả hấp dẫn dù biết rằng sẽ có chống đối mạnh mẽ bởi vì có một số ít người đã làm giàu nhờ cơ chế lỏng lẻo này. Các nhóm lợi ích không muốn thấy có sự thay đổi. Lâu nay, các xí nghiệp quốc doanh Việt Nam tồn tại là nhờ có nhiều đầu tư của nước ngoài. Năm 2008, đầu tư nước ngoài lên mức kỷ lục là 72 tỷ đô la. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu làm đầu tư nước ngoài bớt đi. Năm 2011 chỉ còn 14,7 tỷ. Tình hình đó làm nổi bật khuyết điểm của các xí nghiệp quốc doanh dẫn đến thua lỗ. Một trong những cách để loại bỏ các xí nghiệp thua lỗ là đưa lên thị trường chứng khoán. Nhưng tính đến cuối tháng 8 mới chỉ có 6 xí nghiệp quốc doanh nêm ít. Dường như là vì có một nhóm người muốn bảo vệ lợi ích của họ trong các xí nghiệp này. Ông Alex Kuhn, chuyên viên đầu tư của ngân hàng Wells Fargo ở Hồng Kông, nói rằng nhóm lợi ích này muốn giữ các doanh nghiệp quốc doanh trong vòng tay chính phủ để họ có thể tiếp tục điều hành một cách mờ ám. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện Phó Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói rằng quy trình cải tổ các doanh nghiệp quốc doanh rất phức tạp bởi vì nó nhạy cảm về chính trị và nhạy cảm về xã hội. <laughs> tác giả bài báo đề ra một số bước mà chính phủ Việt Nam có thể làm để giải bài toán sự nghiệp quốc doanh hiện nay. Bước đầu tiên là xúc tiến quy trình cổ phần hóa. Chính phủ cần giải thích cho ban giám đốc và nhân viên các doanh nghiệp quốc doanh biết những lợi ích khi đưa sự nghiệp lên thị trường chứng khoán và mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào hội đồng quản trị. Có như vậy, trình độ quản lý sẽ được nâng cao, có thêm công nghệ mới, có thêm tính cạnh tranh và kết quả sẽ có thêm doanh thu. Bước kế tiếp là loại bỏ cấp lãnh đạo nào kém năng lực và có những hành vi mờ ám. Muốn giải quyết vấn đề này, cần có cơ quan kiểm toán của nhà nước vào cuộc. Sau đó phải chuẩn bị để giao bán cổ phần của xí nghiệp cho công chúng. Chuyện này buộc xí nghiệp phải đáp ứng các đòi hỏi về khai báo, đưa ra ánh sáng các vấn đề tài chính của xí nghiệp. Chính phủ Việt Nam cũng phải nới lỏng những giới hạn về cổ phần mà các nhà đầu tư chiến lược có thể sở hữu. Các công ty nước ngoài cần được phép có nhiều tỷ lệ phần hồn trong các doanh nghiệp quốc doanh hơn, thay vì chỉ có 49% như hiện nay. Điều này sẽ giúp Việt Nam có thêm kỹ năng quản lý, đưa các công ty Việt Nam tiến theo hướng các công ty quốc tế. Một bước nữa mà chính phủ Việt Nam cần làm là giá cả giao bán của các doanh nghiệp quốc doanh cần phải hợp lý để khuyến khích các nhà đầu tư, giống như tiến sĩ võ Trí thành đã nói, giá cả của doanh nghiệp phải được dựa trên thị trường. Vấn đề không những chỉ là huy động vốn. Mà quan trọng hơn nữa, Việt Nam cần tiếp thu công nghệ mới, kỹ năng quản lý mới cho những sinh nghiệp quốc doanh được cổ phần hóa. Cuối cùng, bài báo kết luận rằng, trước tình hình lượng đầu tư trực tiếp của nước ngoài ngày càng tao lại, cách làm ăn của các sinh nghiệp quốc doanh và các ngân hàng hiện nay sẽ không bền vững. Chính phủ Việt Nam cần có quyết tâm chống tham nhũng, cho các nhà đầu tư nước ngoài thêm quyền lực và tính linh hoạt trong các sinh nghiệp quốc doanh. Những bước này cần làm càng nhanh càng tốt trước khi gánh nặng nợ nần trở thành quá nặng không thể kham nổi